Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh GTV Hành Nguyễn Hải Dương. Hôm nay là buổi sáng chủ nhật ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019. Anh Nguyễn làm một video trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn là đã có hàng về. Đó là những chiếc máy lưng tiếng đến thương hiệu TB, có model là CB600. Thì đây là một trong những dòng máy lưng tiếng đang được giới audio cũng như người dùng đánh giá cực cao. Bởi vì nhất là chất âm của nó, nó rất là hay, rất là hay. Thứ hai là hình thức đẹp, và thứ ba là giá thành hợp lý, độ bền cao. Thì những yếu tố đó nó sẽ đánh giá lên cái chất lượng hàng hóa cũng như cái độ hot và độ nóng của những cái sản phẩm âm thanh. Thì số lượng ngày em về em được tổng số là 100 con máy lưng tiếng TD đến từ thương hiệu CB 600. Thì đợt trước em về được 100 con, đã bán chữ ân trong vòng một ngày là hết. Thì hôm nay lại có hàng, tức là cái máy lưng tiếng này công ty người ta sản xuất có số lượng quá nhá, nhưng nó không sản xuất đại trà. Do vậy là muốn lấy được hàng thì phải có thời gian thì mới lấy được hàng. Thì số lượng ngày nay em về được tổng số là 100 con, mà giá của hãng thông báo liên viết ấy là 1.750.000 để được phục vụ các bác ngày càng tốt hơn. Thì các bác sẽ điện cho em thì em để bác một cái giá có thể nói là tốt nhất Việt Nam và rẻ nhất Việt Nam. Còn bao nhiêu thì các bác vui lòng hãy nhấc phone lên điện cho em, thì bác sẽ được một cái giá cực kỳ tình yêu và hợp lý. Đó là cam kết. Thì lô hàng này về nó có một chút sự khác biệt với nhá. Lần trước ấy thì cái vỏ hộp của máy CB này nó có cái màu tím mà gần như cả hộp luôn. Nhưng đợt này để tránh hàng giả và hàng nhái, tức là máy CB600 này đã có hàng nhái tại thị trường Việt Nam nhá. Như vậy là hãng người ta đã biết và sẽ đưa ra một cái mẫu khác, cái hộp khác ấy, hộp mới nhất này, hộp mới. Đấy. Con này nó dùng chip của Nhật Bản. Chip Nhật Bản. Rất là hay, nó xử lý âm thanh hi-fi và xử lý tín hiệu gọi là 45 bit. Bác nhìn vào đây. Đây thông số của nó. Đây là hộp. Và phần hộp thì có một cái tem là TD Autic CB600. Mã vạch nhà sản xuất. Con này mới sản xuất bác nhá. Bắt đầu sản xuất từ ngày 24 tháng 10 năm 2019, tức là mới sản xuất xong cái lô hàng này. Đó. Và cái hộp đi kèm nó bao gồm như sau bác này. Thứ nhất là một cái các cái xốp để bọc máy và dây nguồn. Và một cái táp lô hướng dẫn. Bên trong đó thì nó kèm một cái phiếu bảo hành của nhà sản xuất. Đây là hình thể của con máy lưng tiếng. Đây là cái phiếu của nó. Phiếu bảo hành của nhà sản xuất. Và nó thiết kế thì cũng vẫn như trước thôi. Như lần này để tránh hàng giả, nhà sản xuất người ta sẽ có một số cái điểm nhấn. Và sau là tí em sẽ chỉ rõ cho các bác. Đây là cái phía trên của nó. Mặt mũi nó rất là đẹp. Con này là CB600. Các bác nhìn chưa? CB600. Mặt nó là mặt khay nhôm dày khoảng 5 ly. Và các cái chân áp này nó là dùng các chân áp chất lượng cao, giống như chân áp của 506 ấy, âm ly Hàn Quốc ấy, cho nên rất là bền cao nhé, độ bền cao. Các khu vực chỉnh kênh người ta chia rất rõ ràng luôn này, đấy. Đặc biệt cái dòng CB này thì cái tiếng súp nó cắt rất là sâu và êm tai, cái tiếng súp của CB đấy cắt rất là sâu và êm tai. Đây là phía trước của nó thì không có gì thay đổi so với những cái sản phẩm trước đó, không thay đổi, chỉ khác mỗi phần hộp thôi nhá, chất âm là như nhau. Và phía trong ở đây thì biến áp của nó vẫn là biến áp lá và được bọc một cái miếng sắt này để chống, tức là chống cháy nổ lan sang bên để miếng sắt đó nhá. Và ghi rất đầy đủ cái thông tin của nhà sản xuất. Và dây nguồn rất là to, nó có 3 dây rất là to. Và hàng chuẩn mới nhá, hàng chuẩn đấy. Thì trên bên người ta sẽ ghi là TD Acoustic. Đấy, TD Acoustic. Và thiết kế bởi Canada. Tất cả các cái sản phẩm của TD là được lấy ý tưởng từ Canada. Đây là cái mên màu xanh, bác nhìn này, màu xanh nó là màu xanh nước biển và rất là sạch sẽ và trông rất là tinh tế. Đấy. Và nó sử dụng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AC để tham gia vấn đề xử lý âm thanh. Và nó sử dụng tất cả các điện trở 5 mạch màu
điện trở quốc tế đạt tiêu chuẩn cao. Điện trở La Bạch Màu là điện trở nó có sai số rất nhỏ thôi nhá, rất là nhỏ luôn, cho nên là nó đảm bảo về cái độ sạch sẽ của âm thanh cũng như là độ chính xác của nguồn tín hiệu, đây là các cái điện trở và các cái tụ tụ gốm, đấy, tụ lá, tụ gốm rất sắc nét. Và cái chiếc áp của nó là những áp nó có màu trắng trắng nhá, này chiếc áp đắt tiền có màu trắng trắng trông rất là đẹp và tinh tế này. Và cái hàng nhái bác ạ thì nó sẽ không có cái logo này, các quý nhá, nó không có chữ ở trong này. Thực ra là em cũng không biết, bởi vì vừa rồi mới xem một số kênh thì có anh em cũng đưa lên là đã có hàng nhái về máy TD này. À, bên em thì thực ra em có làm hàng nhái vào đâu, do vậy là mình cũng không mà để ý về đấy. Khi mà có một clip mà số anh em đưa lên thì mình mới phát hiện ra là đã có hàng nhái. Mà hàng TD nó phải đảm bảo em ấy nhé. Đấy, nó phải có cái bên trong này có TD Acoustic này, in luôn là mên. Và cái mên thì bác nhìn đây, nó rất là đẹp, màu xanh. Và thậm chí trên bên mạch này, nhà sản xuất đã tráng cho nó một cái lớp sơn, tên là sơn, để tránh nó bị han rỉ ở cái mạch mẽ này, lâu ngày nó không bị thối mạch. Đấy, điện trở La Bạch Màu rất là đẹp và IC chữ nó rất là chi tiết nhé. Đây, IC này, IC nó rất là sắc, cái chữ nó rất là sắc nét, nó không mờ. Và phía sau của nó thì tất cả những chân cắm này như thông cáo của nhà xuất ấy là mạ vàng 24K, do vậy là không bao bị han những chân này. Bác nhìn những âm ly Nhật Bản ấy, thường người ta hay mạ những cái chân này là chân có cái màu đồng, màu vàng này, và các rắc cơ lông này đều là những cái chân mạ đồng, mạ vàng ấy, 24K, rất là đẹp, tinh tế. Thì chiếc máy tiếng nó có nhiệm vụ là nó làm cho tiếng nhạc ấy nó được sâu, sắc hơn, nó mềm mại hơn, tiếng chép này nó nhuyễn hơn, đánh nó lẩy hơn, nó rung hơn, cũng như là trung lưu hoạt hơn. Đấy, cái nhiệm vụ của máy tiếng. Thì cái giá của nó thì em đã nói rồi, theo hãng người ta quy định là 1.750.000. Nhưng mà tiếp tục để đưa những sản phẩm chính hãng chuẩn chỉ thì em sẽ bán giá rất tốt. Các bác chỉ cần điện cho em thôi. Và trên lưng này sẽ có một cái tem này, đây, tem của sản xuất nhá. Và tem mã vạch rất nhiều. Đấy. Còn cái tem to là em chưa dán, hãng đưa về sau. Thì số lượng ngày em về được 100 con. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 553 140. Em có địa chỉ khu dân cư Bờ Đa, phường An Lạc, thị xã thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nếu các bác đi từ Hải Dương vào thì qua cầu Bình 2 cây số, còn từ Bắc Linh xuống thì đến ngã ba Sao Đỏ rẽ phải đến cây xăng Hoàng Anh, rẽ vào nhà em 2 cây, rất dễ tìm được. Anh xin chào các bác nhé.